việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân trong đó có nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp luôn được tỉnh long an quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tuy nhiên đến nay dự án nhà ở xã hội còn chậm do nhiều vướng mắt trong thực hiện triển khai xây dựng theo Sở Xây dựng tỉnh, việc triển khai các dự án nhỏ xã hội trên địa bàn còn chậm, gặp khó khăn chủ yếu là về tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng tín dụng, chính sách ưu đãi. Kiên Long An hiện có 7 dự án nhỏ xã hội với gần 1880 căn đã đi vào hoạt động và có khoảng 2.000 khu nhà trọ do các hộ gia đình cá nhân tự đầu tư xây dựng với 20 000 căn, bố trí được 37.800 công nhân, người lao động trong các khu cụm công nghiệp sinh sống đáp ứng được khoảng 19% so với nhu cầu. Hiện tỉnh đã có 21 dự án có chủ trương đầu tư về nhỏ xã hội, phần lớn là nhỏ xã hội trong các dự án nhỏ thương mại với tổng số 16.000 căn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện của các dự án này rất chậm. Sở cũng đã chủ trì và phối hợp cùng với các quyện để đôn đốc nhắc nhở cùng với các quyện làm sao là nhắc nhở cho các cái chủ đầu tư phải là có cái khẩn trương thực hiện cái dự án nhà ở xã hội đảm bảo cái tiến độ chung của dự án tổng. Theo đề án phát triển nhỏ xã hội dành cho công dân, trong giai đoạn 2022-2030, tỉnh sẽ đầu tư hoàn thành khoảng 95.000 căn nhỏ xã hội. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, đầu tư hoàn thành 30.000 căn, tương ứng hơn 1,5 triệu mét vuông sàn. Giai đoạn 2026-2030, đầu tư hoàn thành 65.000 căn, tương ứng trên 3,3 triệu mét vuông sàn.